lắng động lời Chúa. Thứ sáu tuần 33 thường niên, Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo. Luca chương 19 câu 45 tới câu 48. Lời Chúa: Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Luca chương 19 câu 45 tới câu 46. Suy niệm giận dữ thường là điều mà chúng ta nên tránh vì giận mất khôn. Thế nhưng đôi khi phải biết nổi giận, và giận lúc ấy lại là khôn và đúng lúc. Giận vì tin mừng, vì chân lý và sự thật. Trong tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy cơn giận thánh của Chúa Giêsu, vì Ngài muốn giữ sự thánh thiên cho nơi nhà Chúa. Sống trong một gia đình cũng như trong một xã hội, nhất là xã hội của chúng ta ngày hôm nay, những con cái Chúa đôi khi không được phép giữ thái độ im lặng mà phải lên tiếng, phải bày tỏ thái độ và lập trường của mình. Nếu không, chúng ta đã chứng tỏ mình chấp nhận những sự việc, những toan tính, những âm mưu thâm độc làm tổn hại đến chân lý và đức tin. Khi chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, chúng ta cần ý thức việc thanh tẩy tâm hồn bằng cách sám hối và gọi bỏ mọi vướng mắc. Đồng thời phải biết trang hoàng đền thờ tâm hồn thành một nơi xứng đáng bằng cách dục lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa khi cử hành phụng vụ. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con để thân xác và tâm hồn chúng con xứng đáng là cung điện cho Chúa ngự.